Một cuộc hành trình mới đã bắt đầu. Bốn huấn luyện viên Trần Lập, Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng cũng bắt đầu một nhiệm vụ mới. Hy vọng em sẽ là của tôi. Chắc chắn em sẽ rất ngon lành. Tôi muốn một giọng hát thật tuyệt vời. Và đó là những sự lựa chọn rất khó khăn. Hãy cùng đón xem chương trình Giọng Hát Việt sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3.